À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Cô chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với trang học tập của Vietjet. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bài mới là bài 87, dãy số liệu thống kê. Trước khi vào bài học ngày hôm nay, các con sẽ lấy cho cô sách giáo khoa toán lớp 4, cánh diều và các dụng cụ học tập khác để phục vụ cho bài học của chúng ta ngày hôm nay các con nhé. Các con chú ý, cô có ví dụ thứ nhất. Đội bóng rổ của Khôi tham gia giải bóng rổ thành phố với số điểm trong mỗi trận đấu của mùa giải được liệt kê như sau. 12, 16, 19, 7 và 20. Các số liệu thống kê như trên cho ta một dãy số liệu thống kê. Ví dụ số 2, số đo chiều cao của 10 bạn học sinh được liệt kê như sau. 132 cm, 129 cm, 130 cm, 125 cm, 130 cm, 122 cm, 138 cm, 137 cm đến 145 cm của 10 bạn, đúng nào? Thì các số liệu thống kê trên cho ta một dãy số liệu thống kê, được chưa nhỏ? Nghĩa là người ta sẽ thống kê ra những cái thông tin, những cái số liệu mà nó có nhiều đối tượng, được chưa ạ? Thì nó sẽ là một dãy số liệu thống kê. Bây giờ cô cùng các con chúng ta sẽ cùng nhau làm mẫu bài tập số 1. Bài tập số 1 của cô như sau. Một cửa hàng bán đồ chơi trẻ em đã bán được số lượng thú nhồi bông như sau. Chó con là 10 con này, thỏ bông là 11 con, mèo con là 5 con, gấu bông là 15 con. Các con hãy lập dãy số liệu thống kê về số lượng đã bán của lần lượt mỗi loại thú nhồi bông theo thứ tự ở trên. Được chưa nhỉ? Thế vậy thì các con sẽ làm như sau. Số lượng đã bán của lần lượt mỗi loại thú nhồi bông theo thứ tự trên được liệt kê, đúng nhỉ? Chúng mình sẽ liệt kê theo thứ tự. Chó bông là 10 con này, thỏ bông là 11 con này, mèo bông là 5 con và gấu bông là 15 con. Vậy là chúng ta liệt kê như thế này thì chúng ta sẽ được gì ạ? Một dãy số liệu thống kê. Được chưa nào? Rất là đơn giản. Nó sẽ đến với bài tập số 2 các con nhé. Bài tập số 2 của cô như sau. Số sách mà một cửa hàng đã bán được trong 4 tháng như sau. Tháng 3, 250 cuốn. Tháng 4 là 180 cuốn. Tháng 5 là 400 cuốn. Tháng 6 là 350 cuốn. Ý A, hãy lập dãy số liệu thống kê về số sách mà cửa hàng bán được lần lượt theo các thứ tự, các tháng ở trên. Ý B, cửa hàng bán được nhiều nhất vào tháng nào? Cửa hàng bán được ít sách nhất vào tháng nào? Và phần C, trung bình mỗi tháng cửa hàng bán được bao nhiêu quyển sách? Chúng mình sẽ làm ý A trước. Lập dãy số liệu thống kê về số sách mà cửa hàng bán được lần lượt theo thứ tự các tháng ở trên, được chưa nhỉ? Với ý A, các con có thể dễ dàng tìm được. Đó chính là số sách mà cửa hàng bán được lần lượt trong tháng 3 này, tháng 4, tháng 5, tháng 6 được liệt kê như sau. 250 này, 180 này, 400 này và 350, được chưa nhỉ? Các con sẽ quan sát và cho cô biết cửa hàng bán được nhiều sách nhất vào tháng nào nhỉ? À, chính là vào tháng số 5. Đúng nào? Vì tháng số 5 cửa hàng đã bán được gì ạ? 400 cuốn. 400 thì lớn hơn 3 số ở đây. Được chưa nào? Và cửa hàng bán ít nhất đó chính là vào tháng 4 là 180 cuốn sách. Tiếp theo là ý C này. Trung bình mỗi tháng cửa hàng bán được bao nhiêu quyển sách? À, để tìm trung bình thì chúng mình sẽ lấy gì ạ? À, sẽ lấy tổng các cái đối tượng đấy, rồi chia cho số lượng, được chưa nhỉ? Vậy thì cô thấy là chúng ta sẽ làm gì ạ? Bằng số sách của tháng 3 này, cộng tháng 4, cộng tháng 5, cộng tháng 6. Và đây là có 4 tháng, chúng mình sẽ chia cho 4, được chưa nhỉ? Bằng 250 này, cộng 180, cộng 400, cộng 350. Chúng mình sẽ cộng vào đó chia cho 4.
và các con sẽ tìm được kết quả là 295 quyển sách, chưa nhỉ? Tiếp theo là bài tập số 3. Số học sinh ở các khối lớp của trường tiểu học Phú Xá người ta đã liệt kê như sau. Khối 1, 95 học sinh nữ, 105 học sinh nam. Khối 2 là 40 học sinh nữ, 80 học sinh nam. Khối 3 là 82 học sinh nữ, 90 học sinh nam. Khối 4 là 91 học sinh nữ, 98 học sinh nam. Khối 5, 79 học sinh nữ và 85 học sinh nam. Được chưa nhỉ? Với A, các con hãy lập dãy số liệu thống kê về số học sinh nữ ở lần lượt mỗi khối lớp của trường tiểu học Phú Xá. Và chúng ta sẽ lập một cái dãy số liệu thống kê về số học sinh nam lần lượt ở mỗi khối lớp. Chưa chưa nhỉ? Đầu tiên là với số học sinh nữ ở mỗi khối lớp chúng mình sẽ liệt kê được như sau. 95 này. Nữ các con nhé. Đến bao nhiêu ạ? Đến 70 này. 82 này. 91 này. Và 79. Được chưa ạ? Đây là nữ. Tiếp theo là số học sinh nam lần lượt ở mỗi lớp, mỗi khối lớp thì chúng mình sẽ là những cái số còn lại. Cô không khoanh. 105 này, 80 này, 90 này, 98 và 85. Chưa nhỉ? Ý B, các con sẽ trả lời các câu hỏi sau. Khối 4 của trường tiểu học Phú Xá có bao nhiêu học sinh? À, chúng mình sẽ lấy gì ạ? Số học sinh nam cộng số học sinh nữ ở khối 4, được chưa nhỉ? Là bằng 91 cộng 98. Và chúng mình được kết quả là 189 học sinh. Ở khối 1, số học sinh nam thì nhiều hơn số học sinh nữ là bao nhiêu học sinh? Chúng mình sẽ lấy số học sinh nam của khối 1 trừ đi số học sinh nữ ở khối 1, được chưa nhỉ? Số học sinh nam ở khối 1 là 105 này. Số học sinh nữ ở khối 1 là 95 này. Chúng mình sẽ lấy là 105 trừ đi 95. Và chúng mình được kết quả là bằng 10 học sinh, được chưa nhỉ? Tiếp theo chúng mình sẽ trả lời ý là trường tiểu học Phú Xá có tất cả bao nhiêu học sinh. Thì chúng mình phải lấy số học sinh của khối 1 này, cộng khối 2, khối 3, cộng khối 4, đúng chưa nhỉ? Khối 5. Con sẽ cộng hết số liệu lại với nhau. Sau đó chúng mình sẽ có là 95 này, cộng 105, cộng 70, cộng 80, cộng 82, cộng 90, cộng 91, cộng 98, cộng 97 và cộng với 85. Và chúng mình sẽ được kết quả là 875 học sinh. Được chưa nào? Và tập số 4 của chúng ta như sau. Một trạm đo khí tượng ghi lại nhiệt độ các buổi sáng trong một tuần như sau. Thứ 2 là 33 độ C, thứ 3 là 36 độ C, thứ 4 là 38 độ C, thứ 5 là 37 độ C, thứ 6 là 35 độ C, thứ 7 là 34 độ C, chủ nhật là 39 độ C. Các con sẽ trả lời các câu hỏi sau. Sáng thứ 4, nhiệt độ là bao nhiêu độ C? À, chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy là sáng thứ 4 là nhiệt độ là 38 độ C, được chưa nhỉ? 38 độ C. Nhiệt độ buổi sáng cao nhất trong tuần là vào thứ mấy? À, chúng ta thấy là nhiệt độ cao nhất là vào chủ nhật, đúng không nào? Với nhiệt độ là 39 độ C. Nhiệt độ buổi sáng thấp nhất, nhiệt độ buổi sáng thấp nhất đó chính là vào thứ hai, nhiệt độ là 33 độ C, được chưa nhỉ? Nhiệt độ trung bình các buổi sáng trong tuần là bao nhiêu độ? Chúng mình sẽ lấy tổng gì ạ? À, tổng nhiệt độ của thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Chúng mình sẽ chia cho 7, thì một tuần có 7 ngày, đúng không? Vậy thì chúng mình sẽ có là bằng 36 độ C. Và tập số 5 của chúng ta như sau. Một đoàn du lịch xuyên Việt đã ghi lại số km di chuyển trong mỗi ngày như sau. Ngày 1 là 158 km này, ngày 2 là 60 km, ngày 3 là 104 km, ngày 4 là 37 km, ngày số 5 là 182 km và ngày 6 là 90 km, ngày số 7 là 55 km. Ý A, chúng ta hãy hoàn thiện bảng thống kê về số km đoàn du lịch đã di chuyển trong các ngày trên, được chưa nhỉ? Chúng ta sẽ quan sát
Chúng ta sẽ quan sát và hoàn thiện cái bảng thống kê ở đây. Các con có thể dễ dàng chúng mình điền được, đúng nhỉ? Chúng mình quan sát, chúng mình sẽ điền được bảng như này. Được chưa nào? Tiếp theo là đến ý B. Trong ngày số 5 thì đoàn du lịch đã di chuyển 3 km. Các con sẽ nhìn vào bảng mình thấy ngay là trong đoàn số 5, trong ngày 5 thì đoàn du lịch đã di chuyển là 182 km. Tổng chiều dài quãng đường đoàn du lịch đã di chuyển trong ngày thứ 6 và ngày thứ 7 là bao nhiêu km? À, chúng mình sẽ lấy gì ạ? Độ dài quãng đường ngày thứ 6 cộng với độ dài quãng đường ngày thứ 7. Đúng chứ nhỉ? Và chúng mình sẽ có phép tính là 90 cộng 55 và kết quả là 145 km. Đúng chứ nhỉ? Tiếp theo là đoàn du lịch di chuyển nhiều nhất vào ngày nào? À, chúng mình thấy là đoàn du lịch di chuyển nhiều nhất là vào ngày 5. Và cuối cùng là trung bình mỗi ngày thì đoàn di chuyển được bao nhiêu km? Chúng mình sẽ lấy gì ạ? À, số km tổng số ngày chia cho số ngày là 7 ngày. Và chúng mình sẽ có kết quả là 98 km. Bài tập cuối cùng của chúng ta như sau, bài tập số 6. Dân số ước tính của Việt Nam ở một số năm trong giai đoạn từ năm 1979 đến năm 2019 được liệt kê như sau. Năm 1979, số dân ước tính là 53 triệu này. Năm 1989, số dân ước tính là 67 triệu. Năm 1999, số dân ước tính là 79 triệu. Và năm 2009, số dân là 87 triệu. Và năm 2019, số dân là 96 triệu. Các con sẽ thực hành và trả lời các câu hỏi sau. Chúng ta có câu hỏi đầu tiên. Năm 2019 thì dân số ước tính của Việt Nam là bao nhiêu triệu người? Các con thấy rằng năm 2019 thì số dân ước tính là 96 triệu người, được chưa nhỉ? Từ năm 1979 đến năm 2019 thì dân số của Việt Nam tăng thêm bao nhiêu? Các con sẽ lấy gì ạ? Số dân của năm 2019 này trừ đi số dân của năm 1979, chúng ta sẽ ra dân số của Việt Nam tăng thêm bao nhiêu triệu người, được chưa nhỉ? Ta sẽ thấy là 96 này trừ đi 53 và kết quả bằng 43 triệu người. Vậy bài học hôm nay các con đã học về cái dãy số liệu thống kê. Chúng ta quan sát và chúng mình đã thực hiện những cái bài toán liên quan đến thực tế. Vậy thì về nhà các con có thể lấy cho cô những ví dụ khác và chia sẻ lại với các bạn của chúng mình cùng biết các con nhé. Bài học của cô đến đây kết thúc rồi và cô hẹn gặp lại các con vào những video tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.